vũ trụ của người ta là màu đen huyền bí. Vũ trụ em bé tí thu nhỏ lại là alpha. Alo, ai vậy? Sao anh bảo anh đổi số? Rồi mày mắc gì mày gọi tao? Em gọi thử. Thì tao đổi số rồi, tao xài hai số. Số này là số phụ. Dạ. Nhưng mà nghe anh nói nè, làm sao biết số điện thoại anh vậy? Dạ. Sao biết số điện thoại anh? Chứ anh bị lộ số Zalo mà. Lộ ở đâu? Lộ số, anh bảo anh quên xóa. À, thế em ở đâu? Em ở Cà Mau. Cà Mau nghe giọng kỳ mày. Thôi anh làm việc rồi. Nhưng mà em ở đâu? Trời ơi, anh ở đâu? Anh hỏi anh ở đâu? Trời ơi, thằng quỷ đi, tao hỏi ở đâu, hỏi thăm thôi. Ê, chết con mẹ rồi. Cực rái gì mà lớn dữ vậy? Hey, ghê gớm thiệt. Là anh Bo đang xem á hả? Đó rồi, cho dùm em không đọc được cái mấy gì luôn. À, nghe bảo em hát được nhạc báo hả? À, anh Bo quen, chào anh Bo. Nghe bảo em hát được nhạc báo hả? Dạ. Dữ vậy ta. Nó cho comment quá, có gì em đọc chậm, đừng có để. Em người ở đâu? Dạ. Yeah. Đáp phèn thế, từ từ cái đấy phải đạp, đạp tiền của mình từ từ. Em dân Long An. Anh Long An là không chơi được. Đi SK Mall League Sài Gòn mà ai cũng kêu em là anh. Anh ơi. Ủa là sao? Là sao? Mà ai cũng yêu em là anh. Anh ơi. La Vida. À. Người đang bảo là anh Bo đang nạp 10 cái tên lửa. Làm gì có. Từ từ để người ta nạp tiền mấy. Đó ông cố ơi. Dạ nè, bán dạ rồi nè. Em hát được bài. Hello, còn thời không? Chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc anh Bo buổi tối vui vẻ. Ok em ơi, từ từ anh em đang nạp cát xê. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc anh Bo buổi tối vui vẻ. Ai? Thằng nào nói tôi phạt đâu? Không. Bài còn thời không? Dạ không. Hôm bữa em nghe anh Bo hát bài. Thằng nào nói tao phèn? Đấu tranh với đời. Đấu tranh với phèn. Đời. Hôm bữa em nghe anh hát xong rồi. Một cái chứng. Nghe xong là em thuộc luôn bài đấy. Ua. Anh có muốn nghe vậy không? Hả? Cho anh xin full bài em đó mở đi. Mở bài cho anh bài đấy được không? Được em chứng ơi, được em ơi, không? Được em ơi. Từ từ anh em thời gian chứ. Chứng nữa nó cho một đống comment luôn bơ. Từ từ anh em xin ơi. Xin full bài đi. Người okay. Ta chưa hát xong nữa tặng một cái chứng làm quen đã. Em cảm ơn Bo. Tặng một cái chứng làm quen đã sao nè. Tặng một cái chứng làm quen đã. Ý tôi sẽ xong ca với bạn rồi. Mà cái Nemo này dở. Không có làm kiểu streamer với lại idol kiểu PK với nhau nha. Đúng không? Tôi đề nghị đề xuất cho Nemo làm idol với lại streamer PK cùng với nhau cho nó vui. Lúc bé chi muốn lớn bé chắp cánh hiên. Không có, có làm cho điện thoại thôi. Tặng quà phèn vậy anh. Và từng bước bé đi khắp mọi nơi. Dọc ngắn bao năm trôi khiến cho thân ta tả tơi. Wow. Nhìn lại mình được chi sau tháng năm đau chèn với đời. Có những lúc bê tắc chỉ muốn khóc trên vai mẹ. Mong hơi ấm của. Ủa, bài này hát hay nha. Che tấm thân con được không? Thà ngày thơ ngu ngơ chứ con đây chẳng muốn lớn. Bài này tôi tâm đắc á. Trưởng thành rồi buồn lo bao nhiêu đau thương. Tới anh nào, tới anh nào. Alo, Đếp ơi, có ở đây không nhỉ, Đếp ơi? Con mà mày giật mình. Làm gì đấy, giật mình quá, em đây. Ê, cho hỏi Bo ơi, mối tình đầu của mày là năm lớp mấy vậy Bo? Mối tình đầu của tao hả? Lớp 6. Phải,
đủ mới lớp 6. Đợi tao tí. Má giật con mẹ nó mình. Hát hay như thế này phải cho thêm một cái trứng. Nhưng cha ơi mẹ ơi khi bước căng thẳng giữa đời. Xem anh lâu như thế này mà không có kết bạn Facebook anh, thật là buồn. Dạ, thật là buồn. Em cảm ơn anh vô. Em chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Ây, từ từ nha. Bây giờ mình phải làm khó bạn tí. Em hát bài Còn Thời Remix Karaoke cho anh xin bài đó đi. Đấy. Thiên Lý ơi nghe rồi, Thiên Lý ơi nghe rồi, Thiên Lý ơi nghe rồi. Karaoke cho xin bài đó đi. Em không biết bài đó. Em phải biết. Em phải biết. Chết rồi, nó bị lát rồi anh ơi. Nó dễ lắm. Em phải hát được. Nó dễ lắm hả? Đúng rồi. Đợi em tí nha, em reset lại cái máy cái nó bị lát luôn rồi. Ok anh đợi được. Làm được hả? Còn thời. Còn thời remix karaoke. Em tắt cái tab em mở. Dạ chữ mới lo được cho em. Nó lát rồi. Chim con trên vai mẹ. Rồi. Đợi em tí. Cái bài lớp 9 này cũng nghe ấy. Mà buồn cười quá. Sao nó lát luôn cái điện thoại, nó lát luôn cái lab em luôn. Anh sẽ cứu em một đoạn. Nhạc có căng. À pha uống cà phê xong có bị té Rico à? Tao phải như thế này hiểu không em? Pha báo. Vô nè, tôi nghĩ bạn này hát được. Bạn này hát được. Đến tôi đi. Vô nào. Anh suy nghĩ tụ tập ăn chơi cùng với đám bạn bè hùng bô đà chơi văn bóng đá gà đêm đêm còn vô lưu trường bài lắc chẳng hay tương lai sống với anh em bạn bè đúng nghĩa giờ thì xác cơ chẳng ai hỏi câu nào sống. Đúng rồi đó em ơi. Anh em bạn bè gì tàn toàn tính xong qua tâm mà. Ngày nào con thời muốn đi xin Eli your tiger. Xung quanh ta luôn là bằng hữu. Ôi bạn này cười dễ thương hết luôn. Cái gì sống chết. Anh em bên nhau một tiêu thuốc chia hai ba. Nó phải là như vậy chứ. Chết rồi. Super giao đồ. Nó phải là như vậy, bài này dễ thương nha, để dành. Đang hát xuống shipper giao đồ. Tôi nghĩ là tôi lên song ca bài này sẽ hay đó, nhưng mà Nemo không hỗ trợ, kiểu BK. Trời ơi. Không hỗ trợ BK. Anh Bo đi lượm. Không. Anh Bo cho em xin 2 phút em đi lấy đồ được không? Ok em. Tôi là dân miền Tây mà. Không, có nghĩa là mình BK ấy thì mình sẽ Discord anh ơi. Mình BK ấy thì mình sẽ gọi là tôi sẽ on vào điện thoại. Hơi khó cho tôi, tại vì tôi đang stream bằng máy tính thì không có BK được. Mẹ thằng nào nói đúng vậy. Ừ, nhưng mà xong rồi bạn lại chê. Không. Thực ra là không phải muốn người mũm mĩm thì chính vì em giảm và em giảm vì bạn ấy bảo là hơi mập, bây giờ em gầy đi một tí thì đẹp dai, nhưng em gầy đi bạn ấy bỏ em, chị biết tại sao không? Tại sao em thay đổi rồi? Không, tại vì cái sân bóng rổ của bọn em ngoài trời, em đánh bóng rổ suốt ngày chỉ để giảm cân, nhưng mà đánh bóng rổ sân ngoài trời nên da em hơi đen, nên lúc sau em da em lại ngăm, thế người ta không thích em nữa. Chị quay phản đi. Không thích bởi vì da đen. Ừ, tại vì da em nó đen hẳn đi ấy, không em kiểu rồi. Vừa gầy lại còn vừa đen nữa, chị hiểu hay không? Là bỏ con nhỏ đó, bỏ nhỏ nó phân biệt. Cái đó phân biệt do quá không được rồi. Thế bây giờ, thế bây giờ này em đép tao mà ngon vãi rồi, mày thấy sao? Không có. Mày thấy sao? Nhưng mà tao nghe về quá khứ của em đép, tao thấy em đép bad boy quá rồi. Mà bây giờ ai mà không có ai mà không có quá khứ, mày có quá khứ không? Đúng chị, thi cũng bad girl. Mày có quá khứ không? Đừng để tôi lên mạng tìm kiếm là mấy. Tao biết rất rõ quá khứ của mày đấy. Đúng. Tao là người biết rất rõ quá khứ của mày đấy.
em không cần biết, em đọc báo tôi cũng biết nè. Mọi người hiểu lầm thôi, thì cha tôi là một người rất là chung thủy, tôi là một good girl chính hiệu. Nhưng mà bây giờ tôi nghe những, tại vì mấy nay là tôi nghe về chuyện tình của mấy chị em gái toàn là thấy bị phản bội, vì cái này không phản bội thôi. Thế nên là ngày hôm nay tôi muốn tới chuyện tình của những người đàn ông để tôi coi thử là những người đàn ông có thường xuyên phản bội những người cô gái hay là bị những cô gái phản bội. Thế là đó giờ em có phản bội ai chưa? Bé cơ đi vào em chắc chưa? Em chắc chưa? Em chắc chưa? Em chắc chưa? Em muốn có một kênh chơi, gọi là TikTok chưa biết về chưa mơ không? Tôi sẽ làm. Bài đầu tiên tôi sẽ làm về em. Bài thứ hai về anh Lâm Đình Khoa nè. Em có những cái giây phút lạc lối mà em cũng đã biết quay đầu là bờ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ anh nói anh đi, anh sao? Anh chuẩn chỉnh chưa? Anh rất là chuẩn. Anh có vợ, anh chắc chắn anh phải chuẩn rồi. Trước khi anh có vợ vợ chứ bây giờ thì ok. Thì đương nhiên trước anh lệch lắm, không chuẩn đâu. Trước khi anh chưa có vợ thì anh phải tìm hiểu. Anh phải có cần sự trải nghiệm. Anh phải cần sự trải nghiệm, kiến thức và kinh nghiệm. Ồ. Đúng không? Cà lắm rồi. Anh đúng cà lắm. Nhưng mà em thấy là trong giới, bây giờ trong giới streamer, tất nhiên là trừ những anh lớn mà có gia đình ra, thì trời ơi, chắc anh Bo là niềm ao ước của rất nhiều cô gái. Ủa chắc luôn. Đúng rồi. Làm gì có. Chia sẻ bí quyết là làm sao mà anh giữ mình được. Anh từ từ đấy thôi, bạn này bạn đợi. Gà ơi, mai anh quay lại nha. Mà em có dùng cọp không? Anh muốn song ca cùng với em. Beautiful. Trời ơi. Gì thôi anh em, tôi hát cũng hát. Không, anh muốn song ca cùng với em. Dạ có. Nhưng mà em không có biết. Em không có biết đăng nhập trên máy tính. Để tối anh inbox Facebook chỉ cho. Hẹn em ngày mai nhớ. Cho anh tìm. Trời má, anh khoa nghệ vậy. Dạ. Mấy con gà biết gì em... Anh khoa nghệ vậy. Mấy con gà biết gì. Ok. Yeah. Hết lửa thì em lại nói ly... người ta là anh ấy hết lửa rồi. Ly sinh là ai vậy? Chán là bỏ. Ủa, ly sinh là ai ta? Ủa, ly sinh là ai vậy? À, chào mọi người nhá. Ủa rồi, ông à, thằng nhiếm đúng không? Thằng nhiếm đúng không? Thằng Linh. Không phải, không phải. Chứ Ly là ai? Thằng nhiếm nào? Thằng nhiếm biệt phân á, mềm. Đồ ghét thằng này lắm. Cọt này không có ai vô được hết trơn á Ly ơi. Đúng rồi Ly ơi. À Ly. Em là ai Ly? Ấn vào Ly Sinh có rôn mặt lần nên chết. Ủa, bấm vào Ly Sinh mà có rôn mặt lần là chết rồi. Chết rồi. Ly sao? Mẹ à. Hey. Thì em mặc lộn chứ sao? Mà dâu mà em luôn đi. Mà anh ngờ luôn đấy chứ. Mà ai em luôn. Má có phần mềm dùng hoài. À vậy là Linh Sinh muốn vô tâm sự về mối tình đầu của mình hay sao vậy Linh Sinh? Ui dồi, Ly này miền lắm. Mối tình đầu á, trời ơi. Trời ơi. Em mang quên người yêu cũ rồi. Cái gì cơ? Quên người yêu cũ rồi hả? Dạ vâng. À, rồi hồi đó người yêu cũ của em có tệ với em không? Ui. Ủa? Mối tình đầu á, nào mối tình đầu á? Trong một bốn. Mối tình đầu có tệ với em không? Mối tình đầu của em nó trông ngoan lắm. Được có một tháng à. Có một tháng. Nhưng mà có, cho anh hỏi cái Ly ơi, có mần ăn gì không Ly? Kiểu mới gặp nhau em có cho em có giữ mình không? Em có cho húp không? Em có giữ mình không? Có tới giới hạn không? Ví dụ nha. Mà trời ơi, mối tình đầu là mới đi học thôi. Mới đi học thôi hả? À, mới đi học thôi. Hồi đó là mấy tuổi rồi Ly Sinh? Xong rồi vâng, yêu nhau một tháng xong rồi nghỉ hè. Xong rồi kiểu hè không nói chuyện với nhau, gái chia tay luôn. À. Anh bị nhà xa ấy. Ê, cho anh hỏi Ly cái. Ly ơi, ví dụ mà lần đầu tiên mà hẹn hò anh chở em đi khách sạn luôn có kỳ không Ly? Kỳ. Rồi nếu mà chúng ta là bình thường, nếu như mà đủ yêu cả hai đều
Cả hai đều tự nguyện đấy thì em mới ra chuyện bình thường. Nhưng mà làm mà nếu mà hẹn hò với anh mà hôm đầu thì em đều thích đâu nhỉ? Cũng đúng, không nên thế. Đúng nhưng rồi. Mà Ly ơi, Ly ơi, cho chị hỏi là ví dụ như ngày đầu tiên á, mình hẹn hò thì làm sao mình biết là hai người có tự nguyện không để mà đi khách sạn? Ôi trời ơi. Thì em bật mí cho người ta như thế nào á? Đúng. Ừ, em là gì? Em nghĩ là bật cái tín hiệu về mơi một tí đúng không? Nghĩ là đàn ông thì chắc là ai cũng thích cái chuyện đấy rồi. Nếu thì người ta mà không muốn thì người ta cũng sẽ gọi là bật đèn xanh cho đấy, cho những dấu hiệu kiểu anh ơi, đừng dừng lại chẳng hạn, ví dụ thế. Em ơi, anh ơi gì? Anh ơi, cứ tiến tới đi. Anh ơi, mình đi quốc đi hả? Kiểu nói vậy kỳ không? Chở nhau đi, sao mà anh ơi đừng. Ừ, kiểu nó bị thô quá. Được, đúng rồi, phải có một cái dấu hiệu nhẹ nhàng gì để anh đưa em vào khách sạn chứ. Thì... Đúng rồi, thế kiểu ôm đi. Trời ôm, lạnh ôm quá, à. Em ôm anh được không? Ôm anh được không? Rồi tay. Ôm mà sao nữa, lỡ nhiều khi bản lạnh thiệt thì sao? Rồi tay của em để đâu Ly? Rồi thì xong rồi đi, đúng không? Để tay vào trong túi áo. Nhưng mà Ly ơi, rồi chui em, gì? Nhưng mà em là giờ đã có thằng nào mất dạy với em nó làm những cái chuyện mà em không thích chưa? Có thằng Khoa. Có thằng tên Khoa mất dạy. Ai liều thật. Thằng tên là Khoa. Chịu rồi. Khoa nào nhờ? Khoa nào? Khoa hôm đầu tiên nó định gả em đi nhà nghỉ rồi. Ai liều. Chứ mình lỡ đi cái thằng Khoa đó rồi nó là người ngay thẳng đi. Thì nó yêu em mà nó cần cái đấy thì nó dụ em mà đúng. Đúng. Mà hôm đầu tiên đã rủ rồi thì mày hôm đầu tiên đã muốn thuốc rồi thì luôn cho nó nhanh rồi xong tàu nhanh còn mày cút. Vậy Ly ơi, cho chị hỏi là đêm bao nhiêu là mình mới gọi là đêm thứ mấy thì mình mới được gạ người ta? Chúng ta là nó không có một cái thời gian cụ thể đâu, khi nào đến cái thời điểm đấy cả hai đều cảm thấy là được tiến tới thôi. Thế em nghĩ chắc là khoảng tầm một tuần. Là đẹp. Một tuần đó hả? Một tuần đó. Hư quá à, em Ly này hư quá à. Ví dụ đi xem phim mà nắm tay mình hôn nhau nó dôn dốt rồi không lẽ mình đi về. Nó kiểu nó bị mắc xương á Ly. Không, Ly chắc là chơi bà này. Kiểu nó không tới á Ly. Ly kiểu trêu xong rồi kiểu mình làm giá tí này, em đoán thế. Không, nhưng mà cái này hỏi thiệt nha, hỏi tất cả mọi người trong room là mọi người cảm thấy lần hẹn hò đầu tiên là không nên đi xem phim không? Hả? Lần nào hẹn hò đâu? Tại sao? Có nên đi xem phim không? Có chứ, đi xem phim rồi mới nắm tay được chứ. Nhưng mà giống phim rồi đi về thì sao? Nói hơi bậy, nói hơi bậy xíu chứ. Tôi là cũng không sao, nhưng mà lý tưởng nhất sẽ là đi ăn. Ly ơi, Ly là phải đi đến ăn. Nói chuyện được. Ly. Đúng. Anh có thằng bạn đi xem phim xong nó búp người ta luôn, bà mẹ nó. Trời ơi, ai vậy? Ẩu thiệt. Anh không kể được biết thế thôi. Có luôn hả? Biết thế thôi ẩu quá vậy lần đầu tiên. Ẩu thiệt. Ai mà ẩu quá vậy, đẩy láo quá vậy. Đẩy láo. Ai láo mà tự biết này. Ủa thế như em thì em thấy là lần đầu tiên hẹn hò nên đi đâu hả Thi? Em nghĩ là nếu như mà lần đầu tiên hẹn hò thì đi ăn đi. Đúng. Nhưng mà lý do xem phim sẽ là lý do hợp lý nhất để dụ người ta đi ra ngoài. Đúng không? Là bây giờ mình đâu có kiếm cớ gì để mình rủ người ta đi đi đâu đâu, chẳng hỏi chẳng lẽ bây giờ mình đi ăn. Làm cả hai. Ví dụ mới biết nhau mà mới biết nhau rủ qua nhà được không? Được. Rủ qua nhà ai mà được? À không, thực ra là đôi khi được cái chứ. Qua nhà rồi nấu ăn cho cũng được mà. Xem Netflix. Thích người ở nhà, người ta không thích ra ngoài, không thích trong public hay sao? Tôi vậy thì tôi kể cho mọi người nghe, đó là lần đầu tiên tôi bị gạ, một anh kia gạ đi qua nhà cho. Ai anh nào? Thằng nào vậy? Cái đó là hồi lâu rồi, cái đó là lâu từ hồi còn là học sinh sinh viên. Em có đi không? Em có đi không? Thế chị có đi không? Nó đưa em vô chồng, nó kêu em là đi ăn gà rán, rủ đi ăn gà rán. Anh đi xe ô tô tới đón nha má. Wow. Lúc đó là nhìn cá có bò luôn. Nhưng mà nghe thích à. Lúc đó là
đi cầm cái mũ bảo hiểm xuống. Lần tao cầm cái mũ bảo hiểm xuống, sao anh kêu ô không cần cầm mũ bảo hiểm đâu em, cái anh mở cửa ra. Trời ơi má, xong rồi đi vô, xong rồi kia đi. Ủa cầm mũ bảo hiểm mà đi ấy là quen lắm nha. Là anh nào ấy thân anh biết anh là. Không phải, tại vì hồi xưa là bạn bè là đi chơi là đi tưởng đi xe máy thôi thì mình cầm mũ mình cho tiện lợi. À. Đi tới quán gà rán, tự nhiên anh kêu em ngồi đây chờ xíu anh đi mua về. Mình à. Sao tự nhiên lại đi mua về, xong kêu xong rồi cái ổng giật ra ổng đi mua luôn. À. Rồi chết mẹ rồi, giờ sao đây ta, mình cũng ngồi mình suy nghĩ. Xong đấy sao anh vô thì em kêu là có gì về nhà anh xem phim luôn, mà hồi đó là coi phim Game of Thrones á mọi người biết không? Hồi đó là hồi nào? 2020 21 đúng không? Hồi đó là hồi sinh viên. Hồi đó là sinh viên rồi, hình như là đại học năm năm nhất, năm 2 gì đó. Phải không? Hay năm 2021 với sao á? 21 20 đúng không? Xong rồi cái lúc đó là đi về, xong rồi cái ảnh nói là em yên tâm đi, nhà anh là có cả ba có mẹ với em anh nữa. Ui ôi em ơi, để cho anh nhắc một cái. Anh có thế rồi. Anh nhắc cái nhà anh có ông anh cũng dụ bà chị của anh bảo là nhà anh có bố mẹ không làm gì đâu, nhưng mà về rồi thì vẫn bị thiệt như thường. Đúng. Hồi đó là không có biết, hồi đó là kiểu mình nghĩ nghe vậy thì mình cũng cảm thấy là yên tâm, mình nghĩ thôi dù về nhà có người lớn chắc cũng không có dám manh động gì. Mà cái đó là lần hẹn hò đầu tiên luôn nha má. Xong rồi trời, anh nói là anh le khôi hả? Bài anh hứa anh không làm gì thôi thì mấy ông ăn trước là bởi lắm. Có người kể như có thế. Người kể như thế. Sao cái giọng ai lạ vậy? Nghe không quen nữa. Ly hơn Ly ơi, sao giọng em nghe men dữ vậy Ly? Giọng em lão. Được chưa? Được rồi đấy. Xong rồi lúc đấy là ảnh dẫn về nhà, thì lúc đó là đi ngang qua cái nói chung là đi vô nhà ảnh to lắm, nhà to đẹp, nhà như cái biệt thự gì đó. Ui. Xong đi vô là đi ngang qua nhà. Ở miền Tây đúng không? Ủa miền Tây là quận hai. Quận hai à. Xong rồi cái quận hai á, anh đi ngang qua phòng ba ảnh là trời ơi, ba ảnh là làm giống như là làm quân đội hay sao á. Anh được là thấy trong nhà là có vũ khí nữa. Áp đồ. Mình nghĩ là có ông em thì cũng thấy có vẻ là yên tâm. À, yên tâm rồi đúng không? Mấy cái roi đúng không? Không có roi. Ôi gì vậy? Xong rồi kia đi lên thì lúc đó bình thường thôi. Anh móc trong tủ lạnh. Anh móc cái gì? Anh móc cái gì? Nhà coi phim anh cười. À tưởng anh móc cái gì? Móc móc trong quần chứ. Ly ẩu quá em. Ly là Ly. Đó xong rồi kia đi vô thì cái mấy ảnh đó, ảnh mới nói là cũng coi phim bình thường thôi, cái xong rồi uống thì say rồi, thì ảnh kêu là thôi em ngủ nằm đây nghỉ xíu rồi anh chở về. Thế em cũng vào chồng rồi đúng không? Em thấy chết mẹ rồi, không ổn rồi, bây giờ em thấy mình mà như vậy á là má mình sẽ bị, mình sẽ sướng lắm. Không phải. Đó là sinh viên mà sợ lắm, cảm thấy là chết mẹ rồi. Giờ sao đây rồi. Cái xong rồi cái xong kêu cũng mà đồ đó tự dưng ngu sao nha, cứ cảm thấy là trời, bây giờ mình đi về là người ta sẽ kiểu bị quê này nọ thứ á, xong mình cứ nghĩ mất lòng đúng không? Mất lòng. Xong rồi mình nghĩ vừa sợ vừa sướng. Không có thích. Nói chung là mình cũng tò mò sao quê. Không có tò mò luôn con nhỏ này. Lúc đó là thấy ảnh là cũng đẹp trai, gia cảnh mọi đấy. Thứ ảnh làm phi công nữa. Ôi ơi. Hết cảnh bố làm quân đội. Không biết ai gà là thóc rồi nha. Nghe đúng mày trời. Mê lắm. Trời ơi, còn body nữa. Ok. Ôi ôi, hấp dội. Nhưng mà lúc đó là chị đi rồi như thế. Không phải, xong sau đó là thấy em nè luôn đó. Vậy nhỏ này chưa gì đẻ, nhưng mà lúc đó là còn nhỏ quá, xong rồi cái mới thôi xin lên, cũng lên giường nằm rồi. Trời ơi, dân ảnh ôm cái quá lạ. Ôm thôi hả? Ảnh ôm thôi, ảnh mới ôm thôi là tự dưng tỉnh lại. Tỉnh lại cái xong kêu là thôi em cho em đi về. Cái xong anh kêu anh bây giờ say quá thì không chở về được, anh em ngồi xíu anh tỉnh được không? Vào phòng.
thế thôi. Bye. Để em gọi người lên đón em về. Thằng kêu thôi để anh đó anh xuống anh chở em về xong mới chở tôi về bằng xe máy. Chó thiệt. Lúc đưa đi thì đưa bằng xe hơi rồi máu quá trời, lúc đi về đưa bằng xe máy, khốn nè. Thế là không bằng ăn gì được hết. Không làm ăn gì hết. Em kể cái đoạn nào bằng ăn đi, anh cần nghe đoạn đó thôi. Từ đó về sau là em bị sợ, em sợ nhỏ, mấy ảnh trời. Mấy ảnh gọi là bị vồ vập quá em sợ. À. Ngày này ông tệ bạc quá. Má em đi con lít bị chị Thi nói thế nhột quá chị Thi. Em thì có không? Thế giờ chị kể cái chuyện tình khác ngồi thầy ở còn Win Team đi. Ừ, đúng. Hồi đấy đi em quan tâm đó. Ông có hồi đó tôi đâu có mối tình đâu, tôi bạn bè. Tôi biết chị quen ai đó nha. Chị quen cái anh nào xạ thủ gì đó. Hình như là em cũng nghe ngóng ấy nhá. Ờ, báo người ta đang có trả lời á, tôi biết nha. 5 năm cùng ông đang chờ trong Discord. Thật luôn ấy, lắm nữa. Đồ mà. Thế nào đây? Ủa nhưng mà tôi vô đây là để tôi hỏi. Cái live được bắn 5 năm mà ổn không vậy? Anh gì đi. Quá khứ rồi đó mọi người ơi. Giờ như fantastic phải. Người ta có bồ rồi mình nói vậy là cũng, nào cũng tội nghiệp ảnh hưởng tới người ta. À. Chứ ngày xưa bây giờ anh Khoa anh thử kể cái mối tình nào mà anh anh killer bậy. Bây giờ anh cái gì vậy? Cái gì vậy? Không phải không? Không. Trời ơi đâu ra vậy mẹ. Thôi bây giờ thôi nghĩ là em ly đi, em ly ở đây, em ly với lại em ly là còn single là dễ kể về những mối tình, mối tình nào. Sao em biết nó single? Không em nói là chưa là single chưa? À chưa hả? À. Oh my vậy god. Là chỉ còn vậy là chỉ có một người single ở đây thôi, vậy là đẹp. Tại sao mà mối tình nào mà em đau khổ nhất? Độc thân vui tính nha. Em cũng độc thân vui tính nha. Thôi đi em nói vậy em không sợ người ta buồn hả? Mối tình nào làm em đau khổ nhất đâu? Ơi gì? Người ta buồn thì em sẽ buồn cùng người ta. Đó, vậy mà mình kêu single thì kêu không độc thân vui tính. Ui. Nan Độ đâu like đâu, muộn muộn chơi game được mà mấy ông. À, Nan Độ vẫn nghĩ mà đúng không? Nhất à? Đúng. Nếu mà để mà gọi là nhất thì thương nhất ha. Chỉ có mối tình hồi cấp 3 thôi. À, không, để anh kể. Mà bị cay. Thi ơi, em không biết rằng em không biết rằng Dev nó có mà vợ ở bên Mỹ, người Mexico, một đứa con rồi đó. Cái gì nữa? Một đứa con rồi. Cũng có. À, hôm bữa đi Mỹ là nó thăm con, thăm vợ đó. Chết phải rồi. Phải thật. Người Mễ. Hello, thì... how are you, hả? Chưa. Yeah. Ra là hơi ngâm ngâm tí. Ola chứ. Múp. Ola hả? À, thấy chơi vậy là Ola là đúng rồi nha. Không Ola. Có. Chỉ có ngày xưa là em đi du học, em chia tay người cũ, xong về quay lại, xong lại chia tay tiếp, xong lại quay lại. Nhưng mà đến cái lúc quay lại lần thứ hai, đi cà phê là thằng bạn thân em thì nhận ra nó cũng đang tòm tem người yêu của mình. Nhưng mà còn mà em mà chó cứ cay thôi chị ạ. Đấy, nhưng cả hai thằng đéo biết luôn. Sao bạn bè mà lại không biết bồ của nhau? Thì ý là, tức là người yêu cũ của em thì lúc thì bọn em đã chia tay một khoảng thời gian rồi. Xong em quay lại thì em có hỏi rõ là em có kiểu vướng mắt gì với ai không, thì người yêu cũ em đinh bảo là không. Em đấy không vướng với ai. Xong rồi người yêu cũ em cũng nói cả bạn em là cũng không có vướng líu gì với em cả. Xong hai thằng như hai chú bé đần bảo sao ngày xưa đi Tam Đảo đi chung một hội, ngày xưa hội em chơi cùng lớp, xong đéo cho em đi cùng, cay vã lều. Ôi vậy em cũng không đi luôn thì có được đi đâu. Không cho đi, bảo là đi mấy đứa đâu, cay vã lều. Thì nhưng mình quan đã trọng nghi là rồi mình phát hiện ra là hai đứa trong sáng hay có gì với nhau rồi. Ôi dồi ôi, bây giờ em bảo chị nhá, trong sáng cái gì đi hai nam hai nữ mà đôi kia là cặp mà thuê có hai phòng thì con mẹ nó tối cái gì rồi chứ má. Nó bú liếm sòng sọt rồi á chứ. Ủa cái gì ghê, em lớn tuổi hơn anh nè, em thấy chuyện đó bình thường. Nhưng mà cái miêu tả của anh nó ghê. Chứ không phải là cái chuyện đó ghê mà là cái miêu tả nó mới ghê. Nhưng mà xong sau đó em với bạn em còn chơi với nhau không? Hay là em với bạn em nghỉ chơi? Thì nói chung là không vấn đề gì nhưng mà cũng khó nói chuyện chứ. Làm sao mà ấy được chị? Em muốn hỏi anh nè, anh có kinh nghiệm đầy mình. Sao anh có bao giờ... Em muốn hỏi về cái gì? Em hỏi là anh có bao giờ là bị người ta cắm sừng chưa? Hay là toàn là anh chủ động thôi? Anh bị người ta cắm sừng á? Có. Anh kể cho livestream nhiều mà em không biết hả? Em không biết.
Hồi xưa lúc ngày xưa lúc mà anh chưa ta là ngày xưa lúc anh chưa là streamer. Là ở Cao Lãnh, ở thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp là quê của anh Di nhỏ đó. Thì lúc đó là anh có người yêu tên là bé đó tên là Thi. Quý á. Thi. Thi anh bị anh làm con em Thi. Thi đây. Rồi, okay. Thi tiếp. Ừ Thi y ngắn nha. Ok. Đó tên là Thi. Tên là Thi. Đó, 8 giờ rưỡi nhắn tin anh xong 9 giờ rưỡi nó chạy ngoài đường nó ôm thằng khác. Uầy, hôm nay chị thì bởi vậy làm báo gì thì bởi vậy anh chị... bởi vậy anh mới tức em hiểu không? Muốn nghe cái tâm sự của anh em thôi, tại vì trước giờ là chưa bao giờ nghe tâm sự của những người đàn ông về mối tình hết, toàn nghe tâm sự của mấy chị em thôi. Mà có bạn Ly kia là không bao giờ bị phản bội kìa. Bạn này ngày xưa cả lớp thích. Đúng rồi, cả lớp thích. Đấy, thế thì làm sao mà trời biết được cảm xúc tổn thương. Đến bây giờ lớp đến bây giờ vẫn là người thế theo xếp hàng dài tới Mỹ mà. Nửa lớp thôi. Đấy, nửa lớp thôi. Đấy. Cả lớp là hơi quá nha. Nửa lớp. Đấy, nhưng mà Ly có mối tình nào đau khổ chưa? Ây. Có. Đau khổ à. Cũng có đấy. Giờ người ta có ấy sao kể được. Hay là đau khổ thôi. Cũng nhớ đấy. À, hèn chi là giờ đau khổ luôn. Đớn luôn đấy chứ. Không nói thiệt. Tốt. Trong những lúc mà yêu đương á, mấy anh có bây giờ mà tức quá mà muốn đấm vô mặt đứa người yêu mình chưa? Không em. Bọn mấy anh. Trước giờ chứ không. Không em ạ. Chứ không bao giờ luôn. Bọn anh là những người đàn ông tinh tế. Đấm giờ không đấm nha. Ôi, tức muốn đấm giờ không đấm. Tưởng có anh nào một vả hai vả chứ nhỉ? Không bao giờ đánh em. Chưa ra. Bọn anh quánh bằng cái khác. Đúng. Tức chỉ có kiểu không nói gì thôi. Hư mà bọn anh. Hư là bọn anh quánh cho là quéo giò luôn. Đúng. Nó gọi là xe chột chột. Số là động vật lên. Ừ, nó gọi là nhất người. Đi hai hàng. Cái giọng của con Ly nó báp sợ quá. Báp luôn đấy chứ. Trời đất ơi. Nhưng mà nghe em Ly kể thấy là hư quá à. Chưa gì mà má quánh báp. Chứ sao bây giờ không lẽ mình dùng. Mình là đàn ông nhé. Mình đã gọi là khỏe mạnh. Mình cao to rồi mình đi đánh phụ nữ nữa thì em thấy sao? Nếu là bọn anh là bọn anh không làm được. Ví dụ như lúc cãi lộ mà mình không. Mình gọi là thấy bướng bỉnh quá đâu. Giống như anh bướng bỉnh quá mình làm gì? Thì bây giờ mình sẽ im lặng. Mình sẽ đi ra chỗ khác. Đúng. Mình sẽ đứng luôn. Đúng. Thế khi nào mà nguôi đi thì mình lại nói chuyện tiếp. Đúng. Đúng. Mình nhịn tí. Tại vì sau nhiều năm kinh nghiệm thì thấy là cãi nhau thường thường với phụ nữ là không có hồi kết. Mà nhá. Mà mình thì cũng không lên giọng được. Từ từ nhá. Không cáu, mình không động tay động chân được. Đúng. Thì à, mà quánh người yêu là cực kỳ dở nha. Ví dụ giống như bọn anh đi là những người có cái nem. Bọn anh quánh tụi nó xong má sao từ từ để nói để sau này tụi nó chia tay xong tụi nó bóc phốt tụi bảo má anh đép là nếu phải anh đép dân là anh đép vấn phải luôn luôn. Đúng chưa em chết danh có nữa luôn hả? Phải khéo gì phải khéo chứ chết danh luôn. Mận là chết luôn đấy. Bóc phốt nam streamer đi đánh người yêu hỏng hết cả cuộc tình luôn chị ạ. Đâm thôi chứ cô đánh mặt trời. Thường thì con gái làm gì thì con trai sẽ ghét nhất. Thường thì con gái làm gì con trai ghét nhất ạ? Tất nhiên là không tính đến những chuyện nói chuyện với người đàn ông khác hay là tán tỉnh thằng khác hay gì kiểu. Đẹp nói trước đi. Đẹp nói trước đi. Nói chung là đẹp nói trước. À đẹp nói trước. Chắc kiểu nói chung là kiểu dỗi nhưng mà dỗi rất là lâu xong không nói gì xong kiểu cũng không có lý do kiểu mình cảm thấy là nó quá chính đáng ấy. Im lặng nói chung là ghét im lặng nhất. Đúng rồi, có cái gì mình phải giao tiếp xong rồi kiểu cứ lầm lì lì xong rồi không muốn giải quyết vấn đề này cái cảm giác đấy. Đúng. Cái lúc mà mình cảm thấy như mình như thế mà tất nhiên là hai đứa đang giận nhau đúng không, xong không giải quyết được mình không có tâm trí làm thì khó chịu lắm. Đúng rồi. Ô, bực mình lắm. Đó là ghét nhất là bị chiến tranh lạnh. Đúng. Ghét nhất luôn đấy. Còn anh Khoa?
Anh đó hả? Anh là ghét nhất mà kiểu mà ví dụ mà giận anh mà cái gì đấy, anh hỏi lý do là gì? Anh tự anh suy nghĩ coi bản thân anh sai cái gì, tự què tao biết tao sai cái gì tao hỏi mày làm gì, đúng không? Anh rất ghét luôn. Thà là ví dụ nói ra ừ anh vậy là anh không đúng, hà anh như thế này anh không đúng, ok anh thấy anh sai anh sẽ xin lỗi. Nhưng anh đón đi là, đúng lại còn kiểu là anh yêu em thì anh phải biết anh sai cái gì thề sao mà biết được. Má tâm sự của một bad boy sao mà tự biết được anh em, trời đất ơi. Hai cái gì mình phải nói mình mới rút kinh nghiệm mình sửa sai được chứ. Sai thì anh tự biết. Nhưng mà rồi còn cái gì khác ghét nữa không? Chỉ là ghét bị giận thôi đúng không? Hình như ai cũng biết bị giận. Ghét hả? Ghét phản, ghét bị phản bội. Không thì tất nhiên cái đó không tính rồi. Không tính đúng không? Ghét ý là tính trong lúc yêu nhau thôi. Trong lúc yêu nhau đúng không? Có ghét bạn gái ham ăn hay gì không? Trời ơi mấy cái đó trẻ con đi. Trời ơi. Không thì ấy là ví dụ thôi mà. Ví dụ thấy một cô gái mà ham ăn nhiều quá có cảm thấy mất cảm tình hay gì không? Anh ghét bị gọi là bị nói như thế nào, bị bảo bảo bị bảo quản, không phải bảo quản mà gọi là bị kiểm soát. Đúng rồi, anh ghét bị kiểm soát. Bị bảo bọc nữa chứ. Trời ơi. Phụ nữ khó hiểu thật anh nhỉ. Bảo bọc là như kiểu là mẹ chăm con đó. Thế phải thích chứ. Ôi. Nhưng mà tôi thích bị kiểm soát cơ, vá à bèo. Trời ơi, người đàn ông phục tùng. Trời ơi, mày chưa có vợ đâu mày ơi. Không, đây là người đàn ông phục tùng. Không biết kiểu em thích kiểu kiểm soát nhưng mà kiểm soát kiểu đáng yêu ấy, không phải kiểu tiêu cực, tức là kiểu ví dụ kiểu em chỉ muốn kiểu anh là của riêng em thôi, kiểu kiểu ấy, nhưng mà kiểu đáng yêu nữa chứ không phải kiểu mẹ anh đi chơi con nào suốt. Thế thì kiểu khác. Kiểu đáng yêu là kiểu như nào? Này á, ví dụ nha. Em yêu nhá, em còn cho hết cả nick mà mạng xã hội các thứ này nọ. Ngày xưa mày biết không? Mày xưa biết không thì là Facebook của tao có nhiều bạn gái là xóa hết. Xong rồi mấy đứa bạn tao ở dưới Cao Lãnh hỏi: "Mẹ mày thằng này bây giờ dạo này nó nổi tiếng rồi, nó xóa các bạn với mình nhờ. Thằng này mà bây giờ thay đổi." Đấy, hôm bữa Tết tao mới về, tao mới đi nhậu nó, tụi nó bảo xong. Đấy không biết tại sao mà tại vì lý do tại sao mày mất Facebook bạn bè. Hiểu làm thôi. Hả? Bây giờ ông có người yêu rồi. Ông phải tém tém tí, bây giờ mẹ có người yêu vẫn lướt gái ngồi mồm nhỏ dãi ra mẹ em xả xử cho xả ăn fan. Tao đéo có nhỏ dãi. Tao đéo có nhỏ dãi. Ví dụ tao nha, cái tầm mà tao yêu nha, tao bị ăn fan nha, tao đéo thèm để ý cơ. Mẹ em xấu mất thôi. Có không anh? Có thì mới nói chứ. Trời đất ơi. Thật mà. Hỏng hết cả môi. Tầm mà yêu rồi. Tầm nắm tay tầm tay môi này môi chạm môi. Nhưng mà bây giờ người yêu một người là có suy nghĩ nhiều về người ta không hay chỉ cần thích là thích thôi? Có chứ, không, yêu không. Yêu hay là cưới? Ôi điên cuồng luôn cưới, nhưng mà tính cách đồ nè có cần suy nghĩ là gia cảnh hoàn cảnh hay học vấn hay trình độ tri thức đồ hay gì của người ta không? Có. Yêu là yêu thôi. Có nha. Như có, nhưng mà đố có 5 năm cô như em bé tôi vô sinh Mỹ thì chắc chắn là tôi phải cưới vợ với gọi là học Mỹ luôn. Và ít nhất là phải Australia. Môn đăng hộ đối. Australia là Úc mà. Ý là ý anh bảo một là Mỹ, hai là phải du học sinh Úc. Đấy. Yeah. Chắc chắn. Hàng xẻng Nhật Bản gì được không? Hàng xẻng Nhật Bản không được. Thôi. Em tôi nó không thích Weibo.